Truyện Thúy Kiều tiếp theo. Bấy lâu khăng khít giải đồng, thêm người người cũng chia lòng riêng tay. Vẽ chi chút phận bèo mây, làm cho bể ái khi đầy khi vơi. Trăm điều ngang ngửa vì tôi, thân sau ai chịu tội trời ấy cho. Như chàng có vững tay co, mười phần cũng đắp điếm cho một vài. Thế trong dù lớn hơn ngoài, trước hàm sư tử gửi người đằng la. Cúi đầu luồn xuống mái nhà, dám chưa lại tội bằng ba lửa nồng. Ở trên còn có nhà thông, lòng trên trông xuống biết lòng có thương. Xá chi liễu ngõ hoa tường, lầu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh. Lại càng dơ dáng dại hình, đành thân phận thiếp nghĩ danh giá chàng. Thương sao cho vẹn thì thương, tính sao cho trọn mọi đường thì vân. Xin rằng hay nói đè chừng, lòng đây lòng đấy chưa từng hay sao.